Chào cả nhà mình, hôm nay mình bắt đầu đoạn video thứ 13. Đoạn video thứ 13 là mình đặt cái tên là tạm thời là bắt đầu xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp. Vậy thì để bắt đầu xây dựng cho mình một doanh nghiệp để nó rõ ràng hơn thì mình mong muốn các bạn hãy nghe một số câu hỏi của mình. Và qua những câu hỏi này mà bạn cố gắng làm sao đó bạn trả lời được thì nó rất là thú vị. Những câu hỏi nó làm cho đầu óc của chúng ta vỡ ra một cái gì đó. Những đâu câu hỏi nó sẽ bắt cho chúng ta phải suy nghĩ. Và những câu hỏi nó bắt chúng ta phải làm việc, phải tập trung và nhận ra một cái điều gì đó. Vâng, vậy thì cái câu hỏi đầu tiên mình muốn hỏi các bạn là: vậy bạn có ước mơ, bạn có khát khao sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp riêng không? Bạn có cái đó ở trong con người của mình không? Nếu mà bạn thấy là bạn chưa có thì làm ơn đừng xem video này nữa, và đừng bao giờ quan tâm đến những cái khóa học liên quan tới kinh doanh nữa, và đừng bao giờ ngồi chung với những người làm kinh doanh nữa, bởi vì nó không thuộc mục tiêu của bạn. Bạn hãy tập trung vào cái mà mình muốn, đừng có tập trung vào việc mình không muốn, cái đó là việc của người khác. Cái việc mà bạn muốn sở hữu doanh nghiệp riêng hay bạn không muốn sở hữu doanh nghiệp riêng, cái đó là cũng là điều bình thường, tại vì mỗi người chúng ta đều có một cái sở thích khác nhau, và đó là lý do xã hội chúng ta mới có đa dạng, mới có những người làm chủ, mới có những người đi làm công, có những người làm gì chạy xe ôm, có những người họ là giám đốc ở trong một cái công ty lớn, đó là chuyện cũng bình thường. Vậy một cái câu hỏi đặt ra với bạn là bạn có ước mơ sở hữu cho mình một cái công ty riêng không? Nếu mà bạn trả lời rằng là có thì bạn hãy tập trung theo nó, hãy xem tiếp những video của mình, những video trước đây và những video bây giờ và những video tiếp theo nữa. Bạn có muốn trở thành một cái thuyền trưởng của một cái con tàu không? Và nếu mà bạn nói muốn thì bắt đầu từ đây bạn hãy xây dựng cái con tàu của mình, đó chính là doanh nghiệp của mình, và bạn chính là cái người thuyền trưởng lèo lái cái con tàu đó, dìu dắt cái con tàu đó nó vượt qua bao sóng gió bão bùng, kể cả những tảng băng nữa. Và tất nhiên bạn phải luyện mình để trở thành người thuyền trưởng tuyệt vời để vượt qua những cái đó. Đừng cứ trở thành một người thuyền trưởng dở hơi, đưa con tàu chúng ta nó vào cái chỗ gì vậy? Cái chỗ bị đắm. Bạn có thấy nó khó không? Nếu mà bạn muốn thì bạn thấy là cái việc để kinh doanh nó có khó không? Nếu trong đầu bạn nó suy nghĩ rằng khó, thì điều đó không có nghĩa là việc kinh doanh khó, mà điều đó nó có nghĩa là bạn đang thiếu kiến thức về nó, bạn đang thiếu kinh nghiệm về nó, bạn đang thiếu những cái kỹ năng về nó, bạn chưa biết cái cách bắt đầu từ đâu. Bạn hãy gì ạ? Cái từ khó trong đầu của bạn nó nói cho bạn rằng bạn hãy đi tìm hiểu những kiến thức về nó, tìm hiểu những kỹ năng, tìm hiểu những kinh nghiệm, hãy tìm những cái người bạn đồng hành, những người ra làm kinh doanh để chúng ta bắt đầu khám phá một cái thế giới mới. Khó không có nghĩa là không làm được, bạn hình dung ra điều này chưa? Khó để rằng ta hãy tập trung vào nó hơn, hãy tìm hiểu về nó đi. Câu hỏi tiếp theo, nó có thử thách không? Đương nhiên rồi, ra kinh doanh mà nó phải thử thách chứ, chắc chắn rồi, làm một việc vì nó có thử thách chứ. Cái đội bóng của chúng ta đi đấu giải nó có thử thách không? Rất là thử thách chứ, và chính vì thử thách người ta mới làm, không thử thách thì ai làm? Bạn có muốn có nhiều tiền không? Nếu mà bạn nói tôi không muốn có nhiều tiền thì ok, cũng không có khát khao làm kinh doanh đâu, làm một việc gì đó cũng được. Tuy nhiên bạn muốn có nhiều tiền thì con đường bắt buộc bạn phải đến, đó là kinh doanh. Thì kinh doanh là một trong những cách nó giúp cho chúng ta có nhiều tiền, và có nhiều tiền để chúng ta thực hiện những cái ước mơ khác. Bạn có cần có bằng cấp nhiều và cao không? Chắc chắn là không. Để kinh doanh, để bắt đầu một doanh nghiệp, chúng ta không cần những cái bằng cấp đó. Không cần những bằng cấp quá cao. Bạn đã chứng kiến ở ngoài đời rồi. Hàng ngàn những cái doanh nghiệp họ không có bằng cấp cao, những ông chủ doanh nghiệp á. Bạn cứ nhận ra điều này không ạ? Nếu bạn nhận ra thì điều này rất là tuyệt vời.
Và tuy nhiên trong một số người họ có bằng cấp, nhưng phần lớn hơn 80% họ không có bằng cấp gì cao hết, họ cũng bằng cấp bình thường thôi. Bản thân mình thì mình chỉ có cái bằng đại học thôi, mình cũng không có thạc sĩ tiến sĩ gì hết, cũng cũng không nhất thiết phải có. Vì lúc mà bạn cần vào những chuyên môn đó thì bạn đi nhờ những cái người đã học cao hơn làm việc. Bạn có hình dung ra điều này mà bạn có tin mình làm được không? Ok chưa? Một câu hỏi là bạn có tin mình làm kinh doanh được không? Có thể lắm chứ. Tại sao không? Tại sao không phải là bạn làm được, mà tại sao là người hàng xóm làm được, mà tại sao bạn không làm được? Có thể lắm chứ. Và mình tin bạn có thể làm được. Bởi vì sao ạ? Bởi vì tối hôm qua mình đã đi xem ông thầy bói giùm bạn rồi. Và ông thầy bói ông nói như vậy nè, ông nói là bạn làm được, bạn hãy cố gắng đi. Ông thầy bói ông nói như vậy đó. Bạn hình dung chưa? Vậy thì bạn đã trả lời được như vậy rồi, thì phải làm thế nào để chúng ta bắt đầu đấy? Ok chưa? Tôi muốn rồi, tôi trả lời tới đây rồi. Làm sao để chúng ta bắt đầu đây? Vậy thì một câu hỏi đặt ra, vậy thì bạn có sẵn sàng bắt đầu từ bây giờ chưa? Bạn có sẵn sàng đi học hỏi những cái kiến thức chưa? Bạn có sẵn sàng tìm những lớp kinh doanh để bạn học chưa? Bạn có sẵn sàng tìm những người biết kinh doanh để mình ngồi mà nói chuyện với họ chưa? Bạn sẵn sàng tìm những cái quyển sách kinh doanh để các bạn học chưa? Bạn đọc chưa? Và bạn có sẵn sàng học cách để lập ra một cái bản kế hoạch chưa? Bất kỳ người kinh doanh nào mà muốn kinh doanh thành công đều phải biết cách lập cho mình những cái bản kế hoạch hết, chắc chắn rồi. Vậy thì và bạn cần cũng phải bắt đầu một số thứ để chúng ta test, để chúng ta kiểm nghiệm, để nó ra kết quả. Dĩ nhiên ở đây nó phải kéo dài một thời gian. Kinh doanh là một hành trình dài. Nếu ai đó mà muốn kinh doanh mà với trạng thái rất là nóng hổi, rất là gấp gáp, muốn làm liền, thì mình nghĩ bạn không phải là người làm kinh doanh đâu. Bạn là người đang kẹt tiền quá và muốn lao đi kiếm tiền thôi, thì bạn sẽ trả giá rất là lớn. Kinh doanh là một hành trình rất là dài. Mỗi ngày chúng ta tập trung vào, chúng ta tháo gỡ từng cái chi tiết một, và đó là một hành trình rất là dài. Vậy các bạn đã trả lời được như vậy rồi, thì bước 1 mình muốn các bạn là hãy xác định cho mình một mục tiêu rất là rõ ràng. Mục tiêu rất là rõ ràng, cần phải có mục tiêu ngay từ đầu. Mục tiêu đó bạn cần trả lời cái gì? Thứ nhất là bạn muốn mở cho mình một cái công ty nhỏ, một công ty nhỏ nhỏ. Rồi bạn tập trung làm tốt nó. Để gì ạ? Để có bạn một có một lượng khách hàng. Để bạn có một khoản tiền. Và cái công ty nó mang lại thu nhập cho bạn. Bạn không nhất thiết phải làm lớn. Bạn làm vì đam mê, bạn làm vì yêu thích. Đó, nếu mà bạn bắt đầu từ đó thì cái kế hoạch nó khác. Còn nếu cái cách hai là cách bạn muốn thành lập một cái công ty, rồi sau này bạn bán đi, bạn muốn trở thành một cái tập đoàn, hoặc là bạn muốn bán đi, bạn nhiều quyền đi, và bạn trở thành một tỷ phú, thì đây là một cái cách hoàn toàn khác nữa. Các bạn thấy những cái công ty nó lên sàn rồi, đó là một cái công ty khác. Có những công ty nó hoạt động rất là hiệu quả, nó vừa phải nhỏ nhỏ, 20 nhân viên, 30 nhân viên, và họ làm rất là tốt, họ không cần phải lên sàn. Cái đó nó không sao hết. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái tính cách và cái đam mê của bạn. Nhưng bạn phải trả lời được bây giờ là mình muốn đi cái loại hình nào. Một loại hình là chúng ta làm, chúng ta bán nó bự, hoặc là chúng ta làm nhỏ nhỏ và chúng ta đi. Hai cái cách nó hoàn toàn khác. Sau cái bước mình xác định được mục tiêu rõ ràng rồi, thì bước thứ hai là bạn phải chọn cho mình một sản phẩm và dịch vụ. Từ đâu? Từ cái mình yêu thích, từ cái nhu cầu của thị trường ngoài kia. Những video trước mình có nói rồi, các bạn hãy đi xem những video trước. Từ những cái nhu cầu tương lai của khách hàng. Rồi bạn làm gì? Bạn có thể là tập hợp vài người bạn, những người giỏi giang trong kinh doanh, bạn cùng thảo luận với họ về sản phẩm và dịch vụ đó. Và tất nhiên mình cũng phải chọn lựa sản phẩm dịch vụ đó nó phù hợp với gì nó so với cái tài năng của mình, cái năng lực của mình, những cái kinh nghiệm của mình, những cái tiền bạc và tài chánh mình đang có, nó phải phù hợp. Ví dụ như bạn có kinh nghiệm trong ngành cơ khí, bạn làm trong ngành cơ khí rất là lâu năm, nhưng mà bạn có kinh nghiệm về nó, bạn có kỹ năng về nó, nhưng mà tài chánh thì không đủ, thì chúng ta sẽ làm một cái cách hoàn toàn khác, đúng không ạ? Ví dụ vậy. Rồi bước thứ ba là bạn nghĩ cho mình một cái tên, cũng có thể là cái tên của doanh nghiệp của bạn, cũng có thể là cái tên của sản phẩm của bạn. Phải nghĩ cho mình một cái tên, nhưng mà cái tên hãy đơn giản dễ nhớ. Cái tên của bạn nó phức tạp quá không được. Và tất nhiên những cái tên đơn giản dễ nhớ mà bạn không tranh thủ làm trước á, thì người ta đặt tên hết rồi.
Ví dụ như cái tên Apple, các bạn thấy không, cái tên nó rất là đơn giản dễ nhớ, nhưng mà cái tên đó thì Apple họ lấy rồi. Đó là lý do mà chúng ta cần gì ạ? Chúng ta cần phải suy nghĩ một cái tên, rồi đặt tên cho nó, và phải nhờ những bạn làm bên pháp lý sở hữu trí tuệ đó họ test giùm cho mình để nó có ok chưa. Nếu không ok thì chúng ta nghĩ lại ra một cái tên khác. Tập trung vào cái sự đơn giản và dễ nhớ. Cái thứ tư là bạn phải xác định được đội hình cho mình. Nếu mà bạn thấy rằng bạn làm một mình thì ok, mình phải tự bươn chải hết. Nếu bắt đầu khởi nghiệp bạn làm một mình thì ok, tự tự bươn chải hết. Mình phải đi học để có kiến thức, mình phải làm mò để mình có kinh nghiệm, rồi một ngày nào đó nói rằng mình tuyển nhân viên vào, nếu mà mình xác định được cái cách đi làm một mình. Hoặc là cũng có thể ngay từ đầu bạn muốn hợp tác, bạn muốn hợp tác thì bạn phải có được cái mục tiêu là mình hợp tác vì cái gì. Hợp tác là chúng ta, nếu chúng ta thiếu tiền thì cùng nhau hợp tác, nếu chúng ta thiếu kinh nghiệm thì người kia có kinh nghiệm gì chúng ta bổ sung cho ta, bổ sung những cái điểm yếu, những điểm mạnh, những cái mà người kia có mà mình không có. Mục tiêu là nó bổ sung cho nhau. Hãy tìm những cái người phù hợp, hãy hiểu về mình. Bạn nhận ra được chưa? Và phải gì, và phải cùng nhau ngồi xuống. Nếu một mình bạn thì bạn bắt đầu ngồi xuống để lập bản kế hoạch kinh doanh cho mình. Còn nếu là chung với đội nhóm thì đội nhóm ngay bây giờ hãy ngồi xuống và lập cho mình một cái bản kế hoạch kinh doanh liền. Vậy vừa rồi cái đoạn video thứ 13 mình nói các bạn để các bạn tư duy và idea ra, và cái đoạn video sắp tới mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách làm sao chúng ta lập cho mình một cái bản kế hoạch đơn giản kinh doanh rất là đơn giản. Phải biết lập kế hoạch các bạn, lập kế hoạch, lập kế hoạch, lập kế hoạch thì chúng ta mới là người kinh doanh được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và nhớ xem lại những video trước nữa, bởi vì nó hoàn toàn có liên quan với nhau. Và sắp tới mình sẽ gửi đến các bạn đoạn video thứ 14. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn tuyệt vời, bye bye các bạn.